Xin chào anh chị, thì trước cái màn hình điện thoại của anh chị đây chính là hai chiếc xe Honda Vision phiên bản cá tính, bản cao nhất của nhà Vision luôn nha anh chị. Thì chiếc bên tay phải của Nam đây là chiếc màu xanh xám nha, còn chiếc bên tay trái là chiếc màu đen nhám. Đây là bản cá tính, bản cao nhất của Vision. Thì cửa hàng của Nam nằm ở Cao Lãnh, Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào ở khu vực Đồng Tháp, đặc biệt là Cao Lãnh, hãy liên hệ với Nam ha, Nam sẽ hỗ trợ anh chị. Hai chiếc xe này về cơ bản thì nó sẽ giống nhau, không có gì khác biệt hết ngoại trừ cái màu sơn. Nếu như chúng ta không muốn nói là giống nhau như hai giọt nước luôn á anh chị. Rồi, đây là cái phần đầu xe. Vẫn là sử dụng bóng đèn halogen nha anh chị. Đây. Nói chung là chiếc màu đen có cái gì thì chiếc màu xanh sẽ có cái đó nha. Đây, đèn halogen. Xuống dưới thì có tem Honda nè. Đèn xi nhan là đèn halogen và có đèn định vị ban ngày dạng LED ha. Thì chiếc màu đen cũng có luôn. Rồi, dọc xuống cái phần bánh xe. Thì xe này sử dụng công nghệ thắng đĩa trước và thắng bố sau nha anh chị. Nhưng mà thắng đĩa vẫn là thắng đĩa thường thôi, CBS thôi chứ chưa có ABS nha. Mâm 5 chấu và con heo dầu thì được sơn màu đỏ ha. Đây. Rồi, chúng ta sẽ quan sát kích thước của vỏ có giống không nha. Đây, vỏ của chiếc màu xanh là 80, 90, 16 ha. Mâm là 16 inch nha anh chị. Rồi, chiếc màu đen. Đây, 80, 90, 16 ha. Rồi, cái mâm này 16 inch, nó to nhất trong các phiên bản của Honda Vision. Và đây cũng là cái cách nhận biết cái phiên bản này là phiên bản cá tính hay là phiên bản thường nha. Chỉ có duy nhất cái phiên bản cá tính á, thì cái bánh trước mới là mâm 16 inch nha anh chị. Còn tất cả các phiên bản còn lại thì mâm chỉ có 14 inch thôi. Đó cũng là một trong những cái điểm nhận diện chiếc xe Vision phiên bản cá tính nha. Rồi, ra phía sau. Điều chúng ta dễ thấy nhất ở đây đó chính là cái phần yên xe và cái phần lườn. Cái tông màu yên của hai chiếc xe này và cái tông lườn đều sử dụng là tông màu đen nha anh chị. Đó, y xì nhau. Rồi, phần ốp sườn thì sẽ có thêm cái chữ Vision dán ở phía trên. Còn các phiên bản khác thì dán ở phía dưới này nha anh chị. Kết hợp với đó là một cái viền tem. Đây. Chữ Vision màu đen cũng vậy luôn. Chữ Vision này vẫn được xi màu đen ha, và kết hợp cái tem với nó là tem màu đỏ nha. Thiết kế tem thì vẫn giống nhau luôn. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển xuống phần lốc máy ha. Đây là lốc máy của chiếc Vision màu xanh đây, xanh xám. Rồi, xe này một phuộc nha anh chị, phuộc được sơn màu đỏ ha. Kích thước của cái vỏ sau là 90-90-14 ha. Mâm sau 14 inch nha anh chị, vẫn là mâm 5 chấu ha, nhưng mà kích thước vỏ, kích thước của cái mâm sau này nhỏ hơn ha, 2 inch so với cái mâm trước 16 inch, mâm sau 14 inch ha. Rồi, đây là chiếc xe màu đen. Nói chung về thiết kế thì nó y hệt nha anh chị. Rồi, vẫn là một phuộc, sơn màu đỏ giống vậy luôn. Rồi, kích thước của mâm, kích thước của cái vỏ này 90, 90, 14 nha anh chị. Giống nhau ha, mâm 5 chấu luôn. Đây, sẽ quay góc này cho anh chị dễ thấy ha. Thiết kế lốc máy nè, bô e nè, phuộc nè, mâm vỏ nè. Thân sau gọi là thân 4 ha, giống nhau nha anh chị, không có gì khác hết. Rồi, chúng ta sẽ soi phần đèn hậu ha. Đèn xi nhan nè, halogen nè, đèn hậu là halogen nè, nhưng mà cái cụm đèn này thiết kế thì kiểu liền khói nha. Bên dưới này là một cái đèn soi biển số nha anh chị. Phía dưới nữa là miếng dạ quang ha. Rồi, đây là chiếc cá tính ha. Đây là chiếc màu đen nhám ha. Thiết kế cũng vậy luôn nha anh chị. Vẫn có đèn soi biển số, vẫn có dạ quang. Vẫn y nhau ha. Đây. Không có gì khác nha anh chị. Rồi, về phần bô xe đây. Hai con ốc này là ốc bắt bằng lục giác nha anh chị. Đây là cái miếng cách nhiệt hay gọi là bát bô đó. Và có luôn cái miếng chắn bồn nha anh chị. Để khi đi trời mưa đó, cái sình nó đỡ văng lên chúng ta. Rồi, qua chiếc xe màu xanh. Vẫn giống như luôn ha, vẫn dùng ốc lục giác ha. Thiết kế bát bô giống hệt luôn. Vẫn có chắn bồn nha anh chị.
Rồi, đây. Không có gì khác hết. Rồi, dao có cái ốp sườn bên phải. À, vẫn giống như ốp sườn bên trái ha. Còn có tem dán ở phần trên. Cái chữ Vision dán 3D nổi dán ở phần trên. Cái tem màu đỏ chạy đến đây. Đây. Tem này là màu Vision là 3D nổi nha anh chị. À, xi màu đen ha, nhìn nó rất là thể thao ha. Đây là cái viền tem. À, nó quay góc rộng cho anh chị thấy nha. À. Rồi. À, quay thêm cái phần đầu xe cho anh chị xem luôn. Đây là chiếc màu xanh nha. À, đồng hồ LCD. Contomat. Island top. Rồi, thì chiếc màu đen vẫn có cái gian vậy luôn. Không có gì khác nha anh chị. Có đồng hồ LCD luôn. Đây, góc này sẽ thấy rõ đây. Rồi, tiếp theo phần thông số nè. À, 2021 nha anh chị. Trọng lượng bản thân là 100 kg ha. Thể tích làm việc là 109.5 cm³ ha. Rồi, đây là ổ khóa của xe đây. À, khóa thông minh remote ha. Đây là remote của xe nè. Hai nút ha, mở nguồn với lại tìm xe. À, mỗi xe hai cái chìa khóa nha anh chị, hai cái remote nha. Vô cánh chim ở phía sau ha. Đó. Rồi. Qua cái phần chiếc xe màu đen. Cũng vậy luôn nha anh chị. 2021, trọng lượng 100 kg, thể tích làm việc 109.5 cm³. Khóa thông minh Smart Key. Đây là chìa khóa đây. À, chìa khóa remote cũng y gan nha luôn nhé. Thiết kế cũng giống hệt nha anh chị. Rồi. Bây giờ mình soi dưới yên cái nữa. À, để ý ha, cái viền chỉ mai này cũng giống nè. Da này da trơn, da này da nhám nè. Cái viền chỉ màu đỏ nè. Thì cái xe này cũng vậy luôn ha. Này da trơn nè, da nhám nè, viền chỉ màu đỏ nè. Tay dắt thì thiết kế giống nhau ha, chất liệu giống nhau, nhưng mà thằng này thì sơn bóng, nước sơn màu đỏ. Còn thằng này nước sơn màu nhám, màu đen, nhám. Rồi, à, mình sẽ soi cái phần dưới yên ha. Đây, thiết kế là hoàn toàn giống nhau nha anh chị. À, không có gì khác hết. Đây là phần cốp xe đây. Cốp xe thì bên trong có cổng sạc 12V ha. À, bên đây cũng có luôn. À, đây là bình xăng. Rồi, đó là chi tiết về hai chiếc xe này. Thì như cái tiêu đề mà Nam đã nói ha, thì hai chiếc xe này có cùng một mức giá. Đây là hai chiếc xe Honda Vision phiên bản cá tính bản cao nhất của nhà Vision. À, có cùng mức giá hiện tại là tuần thứ 3 của tháng 10 2021 rồi. Thì xe này có mức giá là 36 triệu nha anh chị. 36 triệu. À, giá xe đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm thuế trước bạ và phí biển số nha. Anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Nam, Nam sẽ hỗ trợ anh chị. Rồi, à, tóm lại vấn đề ha, thì hai chiếc xe này nó chỉ khác nhau về màu sơn thôi. Còn lại là giống hệt nhau ha. Chiếc xe màu đen có gì thì chiếc xe màu xanh có cái đó. À, không khác gì hết nha anh chị. À. Thậm chí là mức tiêu hao nhiên liệu đây. 1,83 lít trên 100 cây số ha. Trên 100 km đây. Rồi, à, anh chị nào yêu thích cái bản cá tính này á, thì liên hệ với Nam ha. Đó là tất cả chi tiết về hai chiếc xe này. À, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Nam. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe nhé. À, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo.